Thanh Hóa là địa phương thuộc Bắc Trung Bộ, được ví như Việt Nam thu nhỏ với những giá trị văn hóa, lịch sử kết hợp với các giá trị tự nhiên như rừng, núi, biển, sông, suối. Vì vậy mà Thanh Hóa là một điểm đến với đa dạng các sản phẩm du lịch như du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái đang chờ đợi du khách khám phá. Sầm Sơn là một trong những bãi biển đẹp nhất Bắc Trung Bộ và được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng lý tưởng nhất Đông Dương. Với dòng nước biển trong xanh mát lành, những bãi cát trắng mịn trải dài dưới nắng, du khách đến với biển Sầm Sơn sẽ được hòa mình với vẻ đẹp vô tận của thiên nhiên, thưởng thức hải sản tươi ngon cùng nhiều khu vui chơi giải trí sôi động. Nghi Sơn từ lâu đã nổi tiếng là vùng biển xinh đẹp với biển hài hòa hay bãi đông. Bên cạnh đó còn có nhà thờ giáo xứ Ba Làng, Giếng Ngọc. Đặc biệt, du khách khi đến đây còn có thể khám phá đảo Hòn Mê với hệ thống rừng nguyên sinh khổng lồ cùng vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành, dễ chịu. Biển Hải Tiến là một trong những bãi biển nổi tiếng của xứ Thanh với vẻ đẹp nguyên sơ, bờ biển trải dài, nước biển trong xanh. Vì vậy, vào mỗi mùa du lịch, biển Hải Tiến là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn. Không chỉ có biển mà Thanh Hóa còn nổi tiếng với những điểm đến chứa đựng những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Điểm đến đầu tiên của con đường di sản xứ Thanh vô cùng thú vị đang chờ bạn khám phá, đó chính là Thành Nhà Hồ. Thành Nhà Hồ sừng sững cùng năm tháng từ đời vua Hồ Quý Ly với kiến trúc kinh thành độc đáo và tráng lệ. Toàn bộ tòa thành được xây dựng bằng nhiều phiến đá vôi màu xanh được đục đẽo kỳ công, tinh xảo, vuông vắn xếp chồng khít lên nhau. Mỗi phiến đá dài khoảng 1,5m, có tấm lên đến 6m được xếp chồng lên nhau mà không cần bất kỳ một chất kết dính nào. Lam Kinh cũng là một điểm du lịch không thể bỏ lỡ. Khu di tích lịch sử Lam Kinh rộng khoảng 30 ha, gồm những lăng mộ, đền miếu và một hành cung của các nhà vua nhà Hậu Lê mỗi lần về bái yết tổ tiên. Đến với khu di tích lịch sử Lam Kinh, bạn không những có thể thắp hương bái Phật, vãng cảnh chùa thanh tịnh mà còn được lắng nghe, tìm hiểu những câu chuyện lịch sử vô cùng thú vị nữa đó. Sẽ thật tuyệt vời nếu thức dậy thật sớm, nhẹ nhàng đi trên con đường, đón làn mây bay bay qua người, chạm tay vào từng cây lúa còn đọng giọt sương sớm. Bạn sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời này khi đến với Pù Luông. Tại Pù Luông, bạn có thể ngắm nhìn những bản làng được bao quanh bởi ruộng bậc thang, những cánh rừng xanh mát xen lẫn những dãy núi chập trùng cùng con suối và dòng thác mát rượi. Nếu bạn muốn hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng phong cảnh non nước hữu tình, thì Vườn Quốc gia Bến En sẽ là một điểm đến tuyệt vời. Bởi lẽ khu du lịch sinh thái Bến En là một trong những thắng cảnh nổi tiếng với hệ sinh thái sinh học vô cùng phong phú đa dạng, là quần thể du lịch sinh thái nuôi trai lấy ngọc kết hợp với bảo tồn Vườn Quốc gia Bến En, nơi được mệnh danh là Hạ Long trên cạn của xứ Thanh. Sẽ thật thiếu sót nếu bạn bỏ qua thành phố Thanh Hóa với rất nhiều điểm đến như cầu Hàm Rồng, bảo tàng tỉnh, đại lộ Lê Lợi. Và đặc biệt sắp tới đây, thành phố Thanh Hóa sẽ có phố đi bộ được trang hoàng lung linh với không gian thoáng mát, đa sắc màu cùng những món ăn đường phố vô cùng tuyệt vời. Không những thế, tại thành phố Thanh Hóa cũng có rất nhiều địa điểm ăn uống vui chơi và cả những quán cà phê bắt mắt để bạn có thể thoải mái tận hưởng, nghỉ ngơi và check-in. Thanh Hóa đang còn rất nhiều địa điểm khác nữa mà chắc chắn khi đến đây khám phá, bạn sẽ không thể nào quên bởi những trải nghiệm thú vị, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ cùng ẩm thực đa dạng. Vì vậy, đừng chần chờ gì nữa, hãy xách ba lô và đến với xứ Thanh ngay thôi!